Dạ thì bác hai ơi, có một sư huynh ấy, người ta hỏi á, tại vì người ta cũng mới vô đạo, người ta không biết tứ ăn là gì. Bác hai có thể nói rõ tứ ăn là gì, làm sao để mình trả tứ ăn á, bác hai? Dạ con kính mời bác hai ạ. Bây giờ bác hai nói con về đây là tóm gọn chứ không phải mà đây là mình nghi vấn chứ không phải mà thuyết trình hay là Dạ. đọc chung kinh. Cái tứ ân trước nhất là cái ân tổ tiên cha mẹ của ta. Dạ. Ta sống ta phải thờ phượng cha mẹ, nuôi dưỡng cho cha mẹ, báo đền cho, trong khi cha mẹ ta mất rồi á thì ta phải ráng cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát. Dạ. Đó là ta trả cái ân tổ tiên cha mẹ. Dạ. Còn về ân đất nước, ta đừng làm trộn cho, nghĩa là hại cho đất nước. Ta phải bảo vệ đất nước. Đó. Cái Dạ. đất nước là cái quan trọng. Nếu đất nước ta bị mà kẻ ngoại xâm xâm vào đất nước Việt Nam, ta có bổn phận, ta hy sinh cuộc đời ta để ta bảo vệ đất nước. Đó là Dạ. ta đời ân đất nước, ta đừng làm cho cái tổn hại cho đất nước. Đó là cái ta đền ơn đất nước. Còn ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhờ ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng khai hóa cho ta được tâm sáng suốt, mở ra cái trí huệ được mở mang, Dạ. thì cũng nhờ ân tổ tiên cha mẹ và ân Phật Pháp Tăng và ân đất nước, cho Dạ. nên ta nghĩa là sống ta phải nghĩa là dám tu cầu. Đó, cầu ở ơn trên độ cho đất nước ta được thái bình, cầu cho cái ân tổ tiên cha mẹ ta được nghĩa là giảng sanh. Đó là ta nghĩa là đền ân ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn ân đồng bào nhân loại, chẳng hạn như bữa nay anh em đi lại đến đây, đó là lo cho cái cách cái nhà cho cô này, đó là cái ân, là ân đồng bào. Dạ. Ân đồng bào á, mà cái ân này ân thế gian người ta trả được, mà Đức Phật nói á, lo chung cho chúng sanh là tiên là Phật, lo cho mình là bậc phàm phu. Bởi vì cái ân đồng bào nó nặng, là nặng lắm. Muôn người như một, ta phải nghĩa là thương yêu nhau, dìu dắt dẫn nhau vào con đường đạo đức, thương yêu nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy, cho nên là ta trả bốn ân. Đó là tóm gọn thôi. Còn nói về bốn cái ân này là giải á, ăn hết trơn một bù lúa giải cũng chưa hết thôi. Dạ Đó là đó bốn cái ân ta tóm gọn thôi. dạ bác hai tóm gọn ha. Tóm gọn lại. Dạ với lại có một người cô á bác hai, người ta cúng người ta niệm Phật á, người ta hay ngáp á, như ngáp buồn ngủ mà đang niệm Phật á, là nó do bị cái gì hay là Cái đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là tà tâm. dạ. Còn nếu mà ngáp mà chảy nước mắt mà khi cúng đó, mà nghĩa là chảy nước mắt hoài đó, là bên cửu quyền. Dạ. Có hai cái thôi. Dạ. Còn cái tà tâm đó là nhiều khi nó vô nó phá mình, ngáp tới ngáp luôn, mà chừng nào diệt nó được á. Dạ. Cũng nếu ai mới ban đầu cũng bị hết, Dạ. ít hay nhiều gì cũng bị, mà đến Dạ. khi sau này mình diệt nó được rồi không không còn ngáp nữa. Dạ. Còn cái vấn đề mà nhiều khi ngáp chảy nước mắt mà ngáp hoài đó, nhiều khi hay là dẫn ống gì đó, là bên cửu quyền ta theo. Dạ. Đó là hai, có hai giấy thôi, Dạ. là bác hai nắm cái đó vững dữ lắm. Dạ. Thì cô đó thì cổ nói là cổ đang niệm Phật nó bị ngáp, còn con á thì thường thường con cũng có bị vài lần vậy đó, mình đang cúng á, con á nghe đang cúng là con bị ngáp rồi chảy nước mắt đó. Đúng rồi, cái đó là tà tâm, Dạ. bởi vì nó phá tam bệnh lục tật nè, Dạ. lục căn lục trần, rồi thập tam ma 13 con ma nó phá mình nữa, chứ Dạ. không phải mà cái người tu nó không phải dễ con, mà ráng tu diệt nữa, bởi vì ông lấy mài gươm trí huệ diệt nó mới được. Còn Dạ. nếu không diệt là không được, Dạ. diệt nó là từ từ, bởi vì diệt nó rồi nó sợ, chứ không phải mà như gì mà con niệm Phật A Di Đà đó là con diệt nó, Dạ. từ từ con diệt nó. Diệt nó là nó phải, nghĩa là nó phải gian ra, bởi vì lúc nào ma thì nó lúc nào nó cũng không cho mình giải thoát, Dạ. cho nên mình phải nghĩa là nghe lời thầy diệt nó, là diệt lục lục căn đừng nhiễm lục trần, thì tất nhiên là nó dạt ra. Niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra, Dạ. niệm Phật là diệt hết. Dạ.
Vậy là cô đó mà niệm Phật bị ngáp là do tà tâm hả? Tà tâm, con tà tâm. Dạ. Kêu bây giờ ráng mà ráng niệm Phật, ráng một thời gian nè. Ráng niệm Phật đi trong vài tháng nữa là hết. Dạ. Báo cho cổ là hết, ráng niệm Phật. Dạ. Thì cô đó cũng có nhờ con hỏi gì đó. Ừ. Thì do cô ấy niệm Phật mà hay ngáp gì đó. Thì... Đó, bác hai đã chia sẻ vậy, con cũng kính mong cô sớm được như ước nguyện ha. Mình gán niệm Phật thì sẽ trừ đi tà tâm cô ơi. Dạ, cảm ơn bác hai nha. Dạ. Mô Di Đà Phật. Có thầy đó, dạy rõ ràng đó. Có chú Hai Tiền ra, chú Hai Tiền có gì hỏi bác hai không chú hai? Sẵn mà dịp đây gặp bác hai đi, tôi cũng có con giảng thầy nói là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Yeah. Còn ẩn trong tim ấp sắc phàm. Yeah. Nhờ có hai cái nghĩa dùm hai người. Bây giờ nó còn ẩn đây mà làm sao ông thấy cái tâm tôi được? Ông thấy cái tâm tôi được mà tôi đâu thấy tâm được. Thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Cái tánh của mình không thấy được, nó còn ẩn nơi tim ấp sắc phàm. Bây giờ cái tánh là gì? Cái tánh của mình là nhiều khi mượn cái đạo tạo đời có, còn cái tánh của người ta ngay thẳng là trong này không có phân biệt được cái đạo ơi, cái tánh cho nên nó mình không có phân biệt thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm đi. Cái câu nói này thì con nghĩ cái thấy đạo lý là hành đạo, là cái người hành đạo lý bề ngoài mình thấy mặc áo đầu tu ăn chay trường niệm nói điều hay tốt, nhưng mà thật ra từ tâm thì chưa chắc là phải được như lời nói phải không? Vậy bây giờ là nó còn ẩn trong cái tim ốc phàm, mà chừng nào từ từ nó đến một cái đỉnh mà cao tu, mà đến khi mà ngài thành công viên mãn thì đó mới biết quả là ai là người tốt phải không? Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông tìm cái tâm đó ông á, thì ông thấy liền. Bây giờ chẳng hạn ông làm chân chánh là tiên là Phật, bây giờ ông tất cả ông làm cái gì, bây giờ ông thương người giúp đời, ông lo cái này, thì ông thấy được cái tâm ông rồi. Còn nếu mà ông không thấy cái tánh là cái tâm đó, tâm tánh hả? Nó còn chẳng hạn như bây giờ ông mượn cái đạo mà ông tạo cái đời, ông mặc cái áo cà sa ha, đội mũ trên mà, nhưng mà cái tâm ông còn có lừa đảo, lừa đảo, có sự lường gạt, mượn đạo để đạo đời. Đúng đó, nó nói vậy đó. Tánh còn ẩn trong đó là những tánh xấu. Tánh xấu đúng rồi. Con người. Bởi vậy thầy đó nói ai còn tánh xấu thì dính ra ngoài. Nó như vậy là ông làm các điều thiện tác cái gì đó ông thấy cái tâm ông, ông thấy cái tánh ông đi. Nó. Còn nếu mà ông còn mê, ông ham cái này cái kia là cái tam bệnh lục tật. Ông chưa được cái tánh. Cái tánh ông là nói ví dụ bây giờ chẳng hạn các điều thiện ông lo cho người ta, rồi về ông lo tu hiền làm lành lén giữ vợ con thuận thảo, cái đó là cái bậc thánh rồi, còn gì nữa, đắc đạo thánh rồi đó, mà chưa về trên được đắc đạo thánh. Bây giờ ông giữ được cái giới lực tất cả vẫn giữ, ông thấy bao nhiêu người được như mình, mà bây giờ mình làm như vậy, bởi vậy thầy nói 100 mới được ấu thôi 10 người, nó nếu mình làm được như vậy là mình trở về thánh rồi đó. Thầy mình thấy cái bây giờ ông hồ quang phản chiếu tìm tánh trong tâm ông thấy liền đó, bởi vì ông nó cư trần bất nhiễm là người thánh, ông không nhiễm như người thánh à. Nên cũng như là chú hai mà đi cắt nhà từ thiện tình thương đó, đó mình đó, dùng cái giờ, tâm mình đó là gọi là tâm Phật rồi đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ hồi nãy ông hỏi đâu, bây giờ tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tà thêm, bây giờ ông lo cho người ta cái trần thế này nè, bây giờ ông lo, ông không, ông về làm ăn mà ông lo cho người ta, tức là bởi vì ông học nó lo cho chúng sanh là tiên là Phật, lo cho mình là Phật phàm phu, nó có gì đâu. Ông nắm mấy cái câu đó là ông thấy được cái tánh của mình. Bây giờ chẳng hạn ông không tham lam, không làm gì chứ ông làm đo điều thiện tốt ngày, ông lo niệm Phật đó, bởi giống đó cứ trần bất nhiễm cho người thắng lắm tục đừng mê chứng bực hiện, mình không còn mê gì nữa, bây giờ lo mê cái đạo pháp, bởi vì sai đạo pháp sai mùi hương khói đó. Cái đó là bởi vì thầy có nói câu nữa, mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh, mà đạo biết rồi ngon tợ như gỏi nem, ngon dữ lắm. Bây giờ ông lo cho người ta thì tức là ông lo bản thân nào, không có gì chứ.
cái tánh là cái tâm tâm tánh. Tôi thấy tánh nó còn nóng quá ông ơi, không biết nữa có được gì không, mà sao tôi làm theo tánh còn nóng quá. Bây giờ tôi nói ông đi là ở trong này thầy dạy sáu hạng nha. Yeah. Phật, thánh, tiên, thần, tướng, danh. Cái tướng là nóng. Yeah. Cái tướng là cái quan, quan nha. Bởi vậy thầy đó sau này đó bên trong quan hội trở lại hết trơn nha ông, chứ không phải không ấy đâu. Cái duyên căn ông hồi đó nó nói ví dụ ông có duyên căn với bên trong quan là nóng chứ không phải nguội. Phật mới nguội, thánh mới nguội, còn bên trong quan nóng. Trong quan nếu xử là xử đó. Bởi vậy á, tiên kỳ gia hậu vị kỳ quốc, con vợ của mình không phải cũng chặt đầu nữa, ông mới chỉ người đó được. Còn ở trong gia đình mà ông mà nghĩa là nuôi dưỡng đó, thôi ra kệ vợ con tôi như vậy ông chỉ tăng được. Bởi vì tiên kỳ gia hậu chủ không chỉ kỳ quốc của bình thánh là bên quan ha, bên cụ đó ha. Ừ, bên đó là người ta, bên đó là bên thần, thần. Bên trong quan trong này đó thầy dạy sáu hạng nè: Phật nè, thánh nè, tiên nè, thần nè, tướng nè. Tướng là còn vua giúp nước, là cái hạng thứ sáu, làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình đó. Cái hạng đó là cái hạng chốt mà tu không được vô cái hội Long Hoa nữa, quá dở rồi. Bây giờ ráng làm hiền làm lành, ráng lo tu, ráng lo niệm Phật, được vô hội Long Hoa chứ gì thôi. Mà hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức mới được phò chân chúa, phò chân chúa nữa. Của cái hội Long Hoa này ai lập? Phật thánh tiên lập, thầy tổ lập cho ai lập? Đó. Long Hoa hội ân cần nó lập cho rồi tam thập lục nhân mà. Có kỳ này muôn năm chỉ có lần này thôi mà, nếu anh em chị em nào mà biết tu hiền á thì còn sao? Còn nếu không có tu là cái việc đó là mình nói thì hơi nặng, ông Phật ông nói chứ không còn. Bởi vì ông nói như là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, lành còn giữ mất chớ phường Phật tiên. Cái người hiền còn nữa, không bao giờ mất. Chứ nếu mà diệt hết trơn rồi còn đất với cây với cỏ không, với nước không sao nó. Nhưng mà mình đinh ninh rằng mình dán theo thầy, mà thầy Đức Quỳnh giáo chủ có dạy nha, thầy dạy nó bước chạch một tấc là chết, mà dông sư phản đạo một lần đền tiêu. Nếu cái người nói ví dụ ông làm chạch đi, bây giờ ông tu, mà nói ví dụ bây giờ ông có bà này bà kia mà ông còn trời Phật tha, còn nếu ông dông sư phản đạo, ông nói thầy mình không hay mà ông theo ông này ông kia là không còn. Cái đó là chư thần chảm liền. Cũng có tha mà cũng có chảm. Chảm là nó nhất là có dông sư phản đạo. Bây giờ Đức Quỳnh giáo chủ chịu năm xác định xuống đây, ai có chịu năm xác định xuống đây mà mình không nghe, mình theo ông này ông kia, mình tôn ông này, nói ông này ông đắc quả Phật, mà đắc quả hồi nào mình có thấy không, mà có ai chứng kiến không? Đó là tại mình mà mình đưa ông này đưa lên, ông kia lên với sự Phật. Không có, chỉ có một tay thầy thôi, một tay tá ớt quốc an bang thôi. Đó. Nước nhà vẫn đặt mà hớn đàn hướng dinh. Đó. Thân bằng tăng một bộ, mặt bộ sòng nâu cuộc thiên lý, một bầu địa hiển, một bầu trời là thầy biết. Chỉ có một thầy, mình thầy thôi. Nó không có một ông nào thứ hai nữa chứ. Đã như vậy đã mình nắm vào cái giáo lý của thầy, dán hành theo thì gặp thầy. Còn lúc trước nói ví dụ bây giờ mình không hiểu, mình nói ông thánh, ông này, ông kia vậy đó không biết. Nhưng bây giờ mình không biết, ngày nay con đã tỏ ngộ, con thấy được rồi, con trở lại. Con không nghe lời nữa, con nghe lời giáo lý thầy. Lúc đó là thầy tha. Bởi vì ông nói trở trơn là chân chánh cái gì. Đó. Cho kịp Long Hoa, cái Long Hoa này đã trời Phật sắp nó cũng nó kề cận một bên rồi, không biết ngày giờ nào. Cái việc đó mình không nói, bị cho trời Phật. Cái máy thiên cơ của thiên là trời, cái cơ là cái máy. Bây giờ anh em mình ráng mà nắm tay với nhau lo tu hiền, làm lành đến giữ.